Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mưa lũ xối xả nhấn chìm 6 tỉnh Trung Quốc, Vương Nghị báo động Tập Cận Bình ung dung ở Biển Đông. Tin chấn động toàn Trung Quốc, ông Vương Nghị chống lệnh ông Tập Cận Bình điều rất nhiều xe bọc thép mang theo tên lửa dẫn đường, quyết phá bằng được con đập Tam Hiệp vì mưa lũ quá lớn. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được thì đỉnh lũ số 5 lại mới xuất hiện ở sông Dương Tử vào 20 giờ ngày hôm qua khi mực nước tại con đập tiếp tục vượt mức cảnh báo đỏ. Trước những trận mưa lũ trong suốt 55 ngày đêm vừa qua đã khiến cho con đập này không thể nào trụ vững được. Trước những tình cảnh bế tắc như vậy, ông Vương Nghị đã điều rất nhiều xe bọc thép mang theo tên lửa để quyết phá vỡ cho bằng được, chống lệnh ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, hiện con đập Tam Hiệp đã bị rò rỉ nước qua những vết nứt và nếu như tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng sẽ khiến con đập này nổ tung như quả bóng nước. Hàng tỷ tấn nước sẽ nhấn chìm 800 triệu người dân của Trung Quốc thuộc 28 tỉnh thành phía nam nước này. Các chuyên gia thủy lợi cho biết, nếu như con đập Tam Hiệp vỡ thì chỉ mất khoảng tầm 1 giờ đồng hồ, tất cả vùng hạ lưu trên con sông Dương Tử sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Đây chính là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây cũng chính là lý do vì sao mà hôm qua ông Vương Nghị đã điều động 900 xe bọc thép mang theo tên lửa có sức công phá lớn để tiến hành phá dỡ con đập này, tránh hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra, bất chấp những chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Theo một nguồn tin tiết lộ rằng thì ông Vương Nghị đã phát lệnh cho hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp phải di tản gấp ngay trong rạng sáng ngày hôm qua để lên các đỉnh núi trên cao tránh trú. Trung Quốc đang phải trải qua giờ phút cam go nhất trong lịch sử, ngàn cân đang treo sợi tóc và rất có thể nó sẽ bị xóa sổ. Chính vì vậy, cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh đang mất ăn mất ngủ và đứng trước những tình thế nguy hiểm và cấp bách kể trên. Ông Tập Cận Bình được cho là đang triệu tập thường vụ bộ chính trị để họp khẩn cấp. Tờ báo Trung Hoa cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải chống chọi với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Kể từ đầu mùa lũ, mực nước trên 433 con sông hầu như là đang vượt mức báo động đỏ. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết tình hình lưu vực sông Dương Tử, Hồ Thái Hồ và hồ đập Bà Dương vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Đặc biệt, từ sáng ngày hôm qua, sông Dương Tử phải hứng chịu đợt lũ thứ hai trong năm, khiến lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tăng với mức độ chóng mặt và vượt ngưỡng báo động đỏ lên tới 12 mét, nguy cơ vỡ đập là rất cao. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đang rất lo lắng. Ông đang khẩn trương cho các cơ quan ban ngành tiến hành một cuộc họp khẩn cấp trong đêm ngày hôm qua để đưa ra những phương án chống lũ cũng như bảo vệ con đập Tam Hiệp trước tình thế mà ông Vương Nghị liên tục ra thông báo là sẽ cho phá vỡ đập trước khi nó tự vỡ. Truyền thông Trung Quốc đưa tin con đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cửa xả lũ, nhưng hình ảnh vệ tinh trang ABC của Mỹ cho biết Trung Quốc dường như đã làm điều này sớm hơn bình thường. Trung Quốc đã cho mở các cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp và mức mở cửa xả lũ của con đập này lên tới 6-7 cửa xả, chứ không phải là 3 cửa xả như truyền thông của Trung Quốc thông báo. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, từ đầu tháng 6, lượng mưa trung bình ở Trung Quốc đã vượt kỷ lục năm 1961. Mưa lớn bất thường dẫn tới lũ lụt, lở đất, hạn hán, sóng thần, lũ quét, sạt lở, khiến cho ít nhất 153 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế lên tới 60 tỷ nhân dân tệ. Trong một cuộc họp khẩn cấp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh các cấp chính quyền cũng như các đảng viên phải tham gia tích cực vào công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân và điều quan trọng là phải xử lý công tác phòng chống mưa lũ và cứu trợ thiên tai đúng cách và an toàn nhất. Trong bối cảnh vành đai mưa lớn đang trút xuống miền Trung của Trung Quốc và cũng đang lây lan ra phía Bắc, nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc ông Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền địa phương các cấp, các ban ngành liên quan phải tăng cường phối hợp kiểm soát lũ lụt một cách khẩn trương nhất. Trong cuộc họp, ông Tập cũng nhắc nhở ở các địa phương phải cẩn trọng trong việc nối lại sản xuất, cũng như giúp đỡ người dân trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt sau khi mưa lũ chấm dứt. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, thậm chí xuyên cả sang tháng 8. Vì thế, không chỉ có 28 tỉnh thành phố phía Nam và miền Trung của Trung Quốc bị ngập lụt, mà trong một vài ngày tới khả năng cao một số tỉnh còn lại của Trung Quốc ở miền Bắc cũng sẽ bị mưa lũ và lũ quét tàn phá.
theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trong những ngày vừa qua buộc Trung Quốc phải dùng thuốc nổ để phá đập xả lũ ở sông Chi He thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, giới chức địa phương đã dùng thuốc nổ để phá hủy con đập trên sông Chi He, tỉnh An Huy vào rạng sáng hôm qua, nhằm giảm sức ép từ nước lũ đang dâng cao và mực nước sông Chi He dự kiến sẽ giảm 70%. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mực nước tại nhiều con sông của Trung Quốc đang dâng lên cao với mức độ cảnh báo cao nhất. Trong đó có sông Trường Giang dâng cao bất thường do mưa lũ kéo dài trong suốt 56 ngày đêm vừa qua. Thưa quý vị, việc phá đập đê kè để xả lũ là một trong những biện pháp cuối cùng mà Trung Quốc buộc phải sử dụng, giống như trong đợt lũ lịch sử năm 1998. Đợt lũ đó đã khiến ít nhất 2.000 người Trung Quốc chết và mất tích và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Đó là một trong những trận lũ thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Và kể từ đầu tháng 6 tới bây giờ, mực nước tại con sông Trường Giang, con sông dài và lớn nhất của Trung Quốc đã 2 lần đạt đỉnh lũ mới. Giới chức địa phương cảnh báo đợt lũ trong tuần này có thể nghiêm trọng hơn đợt lũ đầu rất nhiều. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua lên tới 62.000 m khối trên giây, buộc phải mở tiếp 3 cửa xả lũ ở lưu lượng 33.000 m khối trên giây. Nhiều thành phố ở cả thượng nguồn và hạ nguồn đập đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp đỏ về lũ lụt. Cùng ngày, Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lụt sông Hoài, miền đông của nước này lên cấp số 4, tức là mức độ cao nhất trong lịch sử. Sông Hoài là con sông dài thứ tư ở Trung Quốc chảy qua các tỉnh như Hà Nam, An Huy, Giang Tô trước khi đổ ra sông Dương Tử. Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được cho là khá bất thường khi tần suất các trận mưa lớn cao hơn so với bình thường hàng năm. Kể từ đầu tháng tới bây giờ, mực nước tại hơn 400 con sông của Trung Quốc vượt mức cảnh báo đỏ, thậm chí vượt kỷ lục năm 1998. Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp tục trong những thời gian dài tới. Do vậy mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon và ngủ không yên. Theo số liệu của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của 800 triệu người dân của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế có thể lên tới hàng ngàn hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. Tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc là 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong lịch sử. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, 3 cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp tiếp tục được mở ra. Như vậy là con đập Tam Hiệp đã mở lên tới 7 cửa xả trong những ngày vừa qua khi mưa lớn kéo dài. Trước đó, 3 vụ lở đất ở thị trấn Đan Hô, một vùng núi thuộc tỉnh Trùng Khánh khiến cho 6 người chết. Các thi thể đã được tìm thấy vào tối ngày hôm kia sau khi hơn 200 người tìm kiếm và cứu hộ đã phải thức trắng đêm để tìm kiếm. Theo đài truyền hình CCTV cho thấy, người dân dọn dẹp những đường xá lầy lội và những cửa hàng còn đọng nước trên thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Sau trận lũ lụt ngày hôm qua, nhân viên cứu hộ đã sử dụng bơm hơi công suất lớn để giải cứu hơn 2.000 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà cao tầng. Lũ lụt theo mùa đã tấn công phần lớn các tỉnh miền Nam của Trung Quốc và dự báo các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong một vài ngày tới. Mối lo ngại lũ chồng lũ đã dâng lên khiến cho các tỉnh như Vũ Hán và một số khu du lịch như Phượng Hoàng, Cổ Trấn tiếp tục bị ngập chìm trong biển nước. Trận lũ tồi tệ nhất lịch sử Trung Quốc được ghi nhận vào những thập kỷ trước. Bây giờ chỉ là lịch sử mà thôi, còn năm nay nó sẽ ghi lại một mốc lịch sử mới cho người dân của Trung Quốc sau này biết. Đứng trước tình thế nguy hiểm kể trên thì Việt Nam, một trong những nước láng giềng xung quanh Trung Quốc, không thể ngồi yên để nhìn Trung Quốc gặp nạn được. Người Việt Nam của chúng ta có đầy tình cảm yêu thương khi hoạn nạn xảy ra. Và theo như chúng tôi được biết thì Việt Nam đang ủng hộ Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và động đất. Mưa lũ và lũ lụt, động đất xảy ra tại nhiều tỉnh địa phương Trung Quốc trong những ngày vừa qua, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn. Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống, tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất. Bộ Ngoại giao đã thông báo như vậy. Trước đó thì theo đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Trong tuyên bố thì các bộ trưởng ngoại giao cũng bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân của Trung Quốc trước những tổn thất to lớn về tính mạng, nhà cửa, tài sản do mưa lũ gây ra, cũng như việc hàng triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán trong những ngày vừa qua. Để cấp bách giải quyết tình hình trên, một số nước trong khối ASEAN đã mở cửa biên giới cho người Trung Quốc vào. Tuy nhiên, Việt Nam thì vẫn cửa đóng then cài, bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trước những khó khăn này, ASEAN bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt qua thử thách và khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết thì các nước ASEAN chỉ bằng mặt chứ không bao giờ bằng lòng. Bởi vì phía Trung Quốc vẫn cho hải quân của nước này tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa nhằm thể hiện sức mạnh dương oai với tất cả các nước trong khu vực, thách thức các nước trên thế giới như Mỹ. Điều này đã gây ra mối quan ngại rất sâu sắc cho cộng đồng trên toàn thế giới. Vì thế, mùa mưa lũ vẫn tiếp tục diễn ra và đe dọa tới người dân cũng như là đất nước của Trung Quốc. Hiện thì tình hình còn trở nên phức tạp hơn nhiều khi mà thời tiết ở Trung Quốc vẫn còn những diễn biến hết sức phức tạp và cực đoan. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.